Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh của mình nhé. Và mình là Gà Game đây. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Loạn Trí Mobile. Và hôm nay thì sẽ là vị tướng kỵ sĩ rồng nha mọi người. Đây là con tướng mình mới làm clip gần đây thôi. Và con này nó mới được tăng sức mạnh ở clip gần đây ấy. Mình có làm về cái sự tăng sức mạnh của nó ấy. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng gọi là chơi tiếp con này nha mọi người. Đợt tăng sức mạnh lần này thì theo như mình đánh giá ấy. Nó đánh người này anh em ơi. Đó, được rồi. Đợt sức mạnh lần này theo như mình đánh giá thì mình thấy con kỵ sĩ rồng này nó được búp hơi quá tay anh em ạ. Trước khi được búp thì con kỵ sĩ rồng này thì nó cũng không hẳn là quá yếu. Chẳng qua là mọi người không mấy chơi nó thôi. Bây giờ sau khi nó được búp, nó búp một cái lượng gọi là cái lượng các thứ, búp các thứ nhiều như thế này, dẫn đến hậu quả là nó đang rất là mạnh ở trong rank hiện tại. Gần như là con kỵ sĩ rồng này đi đâu anh em cũng có thể gặp mà một người nào đó pick con kỵ sĩ rồng này. Ok, khả năng đầu farm đầu game của mình rất là tốt nha. Ba con lính không hụt một con lính nào. Ô, gặp kèo căng rồi anh em ơi. Con kỵ sĩ rồng này thì nó được búp chủ yếu là búp từ, nó được búp cả chiêu 1 này, chiêu 2 này và chiêu ulti của anh em, nó búp cho ba chiêu thức. Chiêu 1 thì nó được giảm năng lượng này, chiêu 2 thì nó được tăng sát thương từ sát thương vật lý cộng thêm từ 50% lên thành 80%, 0,5 lên 0,8 ấy, tăng rất là nhiều luôn. Và còn nó còn có cả khả năng giảm hồi thời gian hồi chiêu cơ. Chiêu 2 thì còn 4 giây khi mà mắc level, hồi rất là nhanh luôn, farm cực kỳ đợt. Cái tốc độ farm của con kỵ sĩ rồng khi mà nó được búp như này thì nó farm cực kỳ là khủng khiếp luôn. Chiêu cuối bây giờ được ở dạng rồng lửa ấy, nó được tăng thêm 5% tỷ lệ chí mạng nữa cho mọi cấp bậc. Thành ra là khi mà anh em hóa rồng, cái tốc độ farm của anh em nó cực kỳ khủng khiếp, khả năng khạc ra chí mạng nó cũng cực kỳ là khủng khiếp, cho nên là chất tướng rất là mạnh. Build đồ ngày hôm nay thì mình sẽ vứt góc trái màn hình nhá. Đây là build đồ mà mình cảm thấy là nó vừa trâu mà nó vừa khỏe nhất cho con kỵ sĩ rồng này. Vừa trâu vừa khỏe nhất cho con kỵ sĩ rồng chứ không phải là mạnh nhất cho con kỵ sĩ rồng nha mọi người. Đây là build đồ nó thiên về cái khả năng gọi là công thủ toàn diện nha mọi người, chứ không phải là build đồ mạnh nhất đâu. Có hóa rồng nhá. Trong lúc chúng ta bắn nhau, chúng ta cứ bật rồng lửa lên đi farm. Trong lúc đi farm thì cứ bật rồng lửa lên cho mình nhá, farm cho nó sướng. Rồng lửa thì ở dạng rồng lửa thì nó sẽ có tỷ lệ chí mạng. Anh em có thể lợi dụng cái khả năng tỷ lệ chí mạng này, anh em có thể là farm rất là nhanh luôn cho con kỵ sĩ rồng này. Còn cái chữ thứ tư ấy thì nó là cách để chúng ta đổi từ dạng rồng lửa sang rồng băng, cũng như việc là chuyển từ dạng rồng băng sang rồng lửa. Ở dạng hỏa huyết ấy thì hỏa huyết ở dạng lửa ấy thì chúng ta được tăng sát thương và khả năng hồi mana. Ở dạng băng huyết, ở dạng có nghĩa là dạng người băng ấy, chúng ta được tăng tận 60 giáp và 8 hồi máu mỗi giây. 60 giáp là con số không hề ít đâu, nó ngang ngửa với một cái giáp băng đấy mọi người. Cho nên là anh em cậu mắc cho mình cái chiêu thức thứ tư cho mình nhá, để chúng ta lấy cái nội tại của con rồng, nội tại huyết rồng này. Còn chiêu cuối thì khi mà anh em lên xong cái dây chuyền giác ngộ ấy thì chiêu cuối hồi chiêu nó còn có 5 giây thôi. Thoải mái. Build đồ ngày hôm nay thì gồm có giày tốc đánh, song kiếm, hấp huyết, dây chuyền giác ngộ. Ở đây nha, mọi người xem mình thể hiện sức mạnh con kỵ sĩ rồng rồi nhá. Ok, mọi người thấy mình khạc cho nó mấy phát nó chết được kìa. Còn đến lượt bọn này đuổi mình nhá. Cái khả năng làm chậm của rồng băng thì nó cực kỳ là khủng khiếp luôn. Rồng băng khi mà anh em ở dạng rồng băng ấy, đó thì chứ nó không rượt được mình luôn. Khi mà anh em ở dạng rồng băng này, nhìn này. Rồi nó chạy được rồi. Thôi ăn tạm double kill vậy. Khi dạng rồng băng nhá, khi mà anh em ở dạng rồng băng, ở level max cho dạng rồng băng thì cái dạng rồng băng mỗi lần anh em đánh thường ấy, khạc vào đối phương ấy, nó sẽ làm chậm lên đến 40%. Mọi người có thấy cái khả năng làm chậm nó khủng khiếp chưa? Chỉ cần đánh thường cũng có khả năng làm chậm rồi, một dạng khống chế nhẹ nhưng mà cực kỳ khó chịu đến từ cái dạng rồng băng này. Còn khi mà anh em lên xong cái dây chuyền giác ngộ ấy, nó sẽ dung hợp cả gọi là rồng băng lẫn rồng lửa vào với nhau. Lúc này thì anh em không cần phải chuyển dạng từ rồng băng sang rồng lửa để lấy nội tại của hai dạng rồng băng rồng lửa lấy nữa, mà hai dạng này hợp vào làm một rồi.
anh em sẽ vừa có khả năng khạc ra chí mạng, vừa được tăng sát thương, vừa được tăng giáp, vừa được tăng hồi máu, vừa được làm chậm khi mà anh em lên xong dây chuyền giác ngộ. Rồi nha, mình sẽ ăn con bùa này, cái thằng mất dậy kia mình cảm thấy không ổn anh em ạ. Ui giời ơi, mất cái bùa rồi, hơi cay nha. Bị chết một hai mạng thì cũng không cay bằng cái việc mà bị cướp bùa đâu. Mình chơi thì mình cảm thấy như vậy. Bật dòng băng nhá, dòng băng nó có khả năng làm chậm lên đến 40%. Đó mọi người thấy, nó không thể lết được chân đi được cả, nó không thể lết được cái chân của nó đi luôn. Ok, một mạng thứ ba cho kỵ sĩ rồng. Build đồ ngày hôm nay thì có cái hấp huyết ấy. Cái hấp huyết thì nó sẽ tăng tận 25% hút máu cho kỵ sĩ rồng. Và nó có một cái chiêu kích hoạt chủ động. Sau khi kích hoạt thì kỵ sĩ rồng thì chúng ta sẽ tăng cái lượng hút máu lên trên cả 100%. Lúc này thì anh em khạc hồi máu cực kỳ là nhiều luôn nhá. Sau khi lên xong cái còn sau khi xong cái di chuyển giác ngộ thì chúng ta sẽ gọi là đạt đến gọi là cái sức mạnh tối đa cho con kỵ sĩ rồng. Sau khi lên xong dây chuyền giác ngộ thì mình sẽ hướng đến ma chảo. Ôi rồi làm gì đây, Enachot không thể bắt được kỵ sĩ rồng nhá. Khi mà cả giai đoạn đầu game và late game, Enachot không thể bắt được kỵ sĩ rồng nhá. Khi mà hai bên bằng đồ nhau không thể bắt được đâu. Ô thằng này anh em ơi, không lết được chân đi được cả, bị mình làm chậm cả, không thể lết được cái chân đi luôn. cái món trang bị gọi là cái sau khi lên trong cái dây chuyền giác ngộ ấy, món trang bị tiếp theo mình sẽ hướng đến ma chảo. Như mọi người đã biết thì sau khi mình lên xong cái dây chuyền giác ngộ ấy thì chiêu cuối của anh em chỉ còn có 5 giây thôi đúng không? Còn sau khi mà anh em lên xong cái ma chảo thì chiêu cuối của anh em gần như là sẽ được anh em có thể sử dụng liên tục cái chiêu cuối khi mà anh em lên xong cái ma chảo. Và cái ma chảo này nó cộng 16 sức mạnh, rất thích hợp với những cái vị tướng sức mạnh như là kỵ sĩ rồng như này. Và nó có khả năng gây thêm 25% sát thương thuần chuyển thể từ đòn đánh thường và chiêu thức gây sát thương vật lý nữa. Anh em sẽ khạc mấy bọn tanker thốn hơn. Rồi hết hóa rồng nhá. Chưa có dây chuyền giác ngộ nên là cứ phải bật rồng lửa thôi. Không được mất. Ok, được cái bùa vàng, cái bùa vàng này thì nó rất là lợi cho con kỵ sĩ rồng. Anh em có thể lợi dụng cái bùa tăng vàng này, tận dụng tối đa cái bùa tăng vàng này cho mình nhá. Đi farm liên tục cho mình cái lượng vàng và kinh nghiệm nó đem lại từ cái bùa vàng này rất là nhiều nhá. Mọi người chú ý cho mình cái bùa tăng vàng này. Cái song kiếm nó tăng rất nhiều tốc chạy cho kỵ sĩ rồng nhá. Bay rất là nhanh. Bật dùng băng này. Rồi, có dây chuyền giác ngộ nhá. Có món trang bị cuối cùng sau khi lên xong cái ma chảo ấy sẽ là món trang bị thần quang. Ok, cái thần quang thì nó là món trang bị cộng tận 120 giáp và cộng tận 30-40 tốc đánh. Rất nhiều tốc đánh. Và khả năng giảm giáp đối phương khiến cho kỵ sĩ rồng khạc thốn hơn. Ok nha mọi người. Rồi bắt đầu thể hiện kỹ năng này, Game này thì được nó có một cái là nó không có tầm nhìn. Khi mà không có tầm nhìn anh em không đánh thường được không? Ở kiểu địa hình cao, địa hình thấp ấy. Game này không có bụi nhưng mà chúng ta có thể cắm mắt. Giờ mình khạc phát 300 chí mạng rồi đó. Ui thốn 400 chí mạng. Thốn đến tận rốn luôn. Đây là mình còn lên đồ kiểu lên đồ semi tanh nhá, lên đồ kiểu semi lửa, lửa lạc, lửa mỡ, lửa đam, lửa chống chịu ấy. Cho nên là khạc như vậy thì nó cũng khá là khủng khiếp rồi. Với cái build đồ như thế này ấy, thì anh em rất là trâu. Có thể nói là một, có thể anh em có thể tưởng tượng là một cái xe tăng. Con kỳ sĩ rồng là anh em có thể tưởng tượng đây là một cái xe tăng. Một cái xe tăng biết đi, một cái xe tăng biết bay. Rồi con Vinke thì về giai đoạn late game nó cũng rất là khỏe. Nhưng mà sức chống chịu của nó thì không thể bằng được con kỵ sĩ rồng rồi. Kỵ sĩ rồng thì về late game nó vừa trâu, nó vừa khỏe. Còn Vinke thì nó chỉ khỏe thôi. Với lại nó được cái là nó rúc vào trong tường được. Kỵ sĩ rồng thì không được. Còn phạm vi tấn công thì kỵ sĩ rồng không thể bằng được con Vinke rồi. Rất là dễ bị thả diều khi mà con Vinke tay dài. Còn đấu với mấy con AD bình thường ấy thì kỵ sĩ rồng chắc chắn là thắng rồi. Bởi vì sức chống chịu của kỵ sĩ rồng nó hơn hẳn những con AD bình thường. Đây là thuộc dạng đấu sĩ à. Dù ô nhổ kìa. Ui nhổ. Nhổ cho mấy phát gần liệm luôn kìa. Rồi thằng này có muốn chết không đây? Mày có muốn chết không đây? Rồi con bé này. Bây giờ thì mình có cả sức mạnh của dòng lửa lẫn dòng băng rồi. Chúng ta vừa làm chậm, vừa có thể khạc thêm đam, vừa có thể gây chí mạng.
Wow, có ma chảo nhé. Ôi rồi tôi chắc là tôi liệm rồi, chắc là tôi liệm rồi, chắc là tôi liệm rồi, chắc là tôi liệm, chắc là tôi liệm đấy. 860 vàng. Quá là khủng khiếp luôn. Mình chấm dứt được thằng Electros 800 hơn 860 vàng. Giết xử xong cái thằng Electros này thì giàu luôn rồi. Thành đại gia luôn rồi. Thằng này nó ăn quá nhiều mạng. Con Electros, anh em thể thấy là cái con Electros vừa lên nó không thể bắt được mình nhá. Con kỳ sĩ rồng thì thực sự nó rất là trâu. Lúc đó thì cái lượng máu của mình còn chưa đầy nhá, mà nó còn không bắt được mình. Như mình đã nói lúc nãy thì con Electros ngay cả giai đoạn giữa game và đầu game thì nó không thể bắt được con kỳ sĩ rồng này. Bởi vì con kỳ sĩ rồng này nó rất là trâu nhá. Khi mà hoàn thành mấy cái build đồ này thì kỵ sĩ rồng ít nhất cũng phải tầm khoảng gần 4k máu. Thậm chí nó có thể lên trên 4k máu đó. Ui dồi ôi nhổ kìa, vừa trâu vừa khỏe. Con này thì hiện tại nó đang là hot pick em ạ. Mình cảm thấy nó đang là hot pick em mọi người. Gần như gặp trận nào cũng gặp cái con này thôi. Có rất nhiều cách lên đồ. Như mình thì mình lên đồ lửa lạc lửa mỡ, công thủ toàn diện. Có những bạn thì lại lên full dam, có những bạn thì lại lên đồ theo sách giáo khoa, như trong gọi là mặc định ấy. Ok, dù được build đồ như thế nào thì với cái sức mạnh hiện tại của con kỵ sĩ rồng thì thực sự là nó rất là mạnh. Có hấp huyết rồi nhá. Hấp huyết thì mình lên hơi muộn một chút, bởi vì là mình phải lên sớm cái dây chuyền giác ngộ với lại lên sớm cái ma chảo trước để còn lấy giảm hồ chiêu. Bây giờ thì mình có thể hóa rồng liên tục nhá. Mọi người để ý cái anti của mình nhá, bây giờ còn 8 giây nhá. Mình chuẩn bị hết thời gian hiệu lực của con rồng rồi. Bây giờ mình đang ăn Zaka. Con rồng này thì khi mà anh em có đủ lượng đồ như này thì hoàn toàn có thể solo Zaka. Đấy, này hóa rồng rồi kìa. Thế nhưng chỉ bị chậm một nhịp chưa đến 1 giây, chậm một nhịp chưa đến 1 giây là chúng ta lại hóa rồng tiếp. Ok, có hấp huyết rồi. Có hấp huyết bây giờ thì gần như là mình có thể bất tử. Còn món trang bị cuối cùng là món trang bị thần quang ấy, như mình đã nói ấy, thì món trang bị này thì khi nếu như tem địch mà có nhiều pháp sư kiểu khống chế hay là nhiều khống chế cứng quá ấy, thì chúng ta hãy từ bỏ món trang bị thần quang cho mình và hãy lên vào đó là cái mắt trừ tà. Nhớ nha mọi người. Đây là trường hợp gọi là ngoại lệ một chút, nếu mà kẻ địch kiểu nhiều khống chế quá ấy, thì chúng ta hãy lên cái mắt trừ tà thay vì cái thần quang. Hy sinh một chút chống chịu vật lý nhưng chúng ta có thể tăng thêm được chống chịu phần bên phép và khả năng miễn khống chế. Được miễn khống chế thì rất là tuyệt vời rồi. Hóa rồng liên tục kìa, cứ hết dạng rồng độ khoảng chưa đến 1 giây lại hóa rồng tiếp. Game này thì có mỗi con Siren hơi ngắn ngẩm khả năng choáng của nó cũng như phép của nó, nhưng mà con Siren trận này nó hơi phế, nó không xanh. Đây rồi, mồi đến rồi, liếm mồi. 10 mạng rồi, 10 không rồi, chưa chết một mạng rồi nhá. Không hình như cái con gì xong đúng là nó được búp hơi quá tay anh em ạ. Nó được búp hơi quá tay. Nó quá trâu. Nhưng mà lượng đam của nó lại quá là khủng khiếp. Lổ chí mạng quá nhiều. Ok, video của mình xin được tạm dừng tại đây nhá. Và hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau. Đừng quên cho mình xin một nút like, đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ mình nhá. Và chia sẻ video này đến những người chiếm được kênh của mình và comment dưới phần bình luận nếu có ý kiến gì. Call